Vô 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 vô. Các bạn ơi, các bạn ơi. Yeah. Thắng không lết bánh được phải tự lết bánh. Ai à? Ai à? Ui da. Trời đất ơi. Trời ơi. Em mới cán chân thiệt luôn á Ngọc. Vậy em nghĩ sao vậy? Ngày hôm nay vẫn đi đâu chơi không? Đi đâu? Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hành trình đất phương Nam. Và lần này xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng đến thăm làng nổi Tân Lập tại Mộc Hóa, Long An. Anh nghe đồn trong đây là cái gì mà đất rộng, cò bay thẳng cánh. Bao nhiêu khu vực chơi. Và ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng theo chân Quốc Bảo cùng với nữ diễn viên Trà Ngọc là khách mời của chúng ta để cùng nhau khám phá làng nổi Tân Lập. Let's go. Đi anh ơi. Đó, em thấy cái đường đi vô đây nó ấn tượng không? Phức tạp không? Trời ơi, em... Đi một người thôi, cái đường này người ta kêu là đường một lai một... À, một len một... Đường trong... một người hả? Đường một người. Vô đây một cái là thấy không khí nó thay đổi liền đúng không? Ừ. Nó mát mẻ liền, nó thông thoáng liền. Đó. Đúng rồi, tại vì ở đây có nhiều cây xanh mà. Ừ. Thì không khí nó sẽ tự nhiên nó trong lành. Em để ý đi xung quanh tất cả cái khu vực mà chúng ta đứng là đa số là cái loại địa hình là loại địa hình nước ngập. Là tại vì khu vực của làng nổi Tân Lập từ trước đến giờ thì đây là một cái vùng đất mà ngập nước quanh năm. Cho nên những cái người dân sinh sống ở đây thì họ cũng sẽ dựa vào những cái điều kiện tự nhiên này nè. Để mà họ thay đổi cuộc sống của mình. Ví dụ như là xây nhà, cửa nè. Rồi cách di chuyển bằng các phương tiện như là thuyền, ghe, xuồng khác nhau. Đó. Và ở đây thì em thấy là cái cây rừng tràm của chúng ta rất là nhiều. Đây là một cái hệ sinh thái rất đặc trưng của làng nổi Tân Lập. Và xin được chia sẻ với tất cả quý vị khán giả cùng với Trà Ngọc, đó chính là làng nổi Tân Lập của chúng ta đã được quy hoạch lại là một cái khu du lịch sinh thái với tổng diện tích là 500 hecta. Wow, wow. Quá rộng. Và một trong 500 hecta đó thì 135 hecta đã được quy hoạch để tạo ra một cái khu du lịch của chúng ta, có những cái khu vực giống như là con đường này nè. Đó, con đường này là con đường đan để chúng ta đi xung quanh cái khu vực hồ Bán Nguyệt. Ui, mới đi chơi xíu có phong bì vậy? Có tiền, ai cho tiền mình nè? Đó, thử thách gì đó, nhưng mà chắc chắn sẽ vui đây, để anh khui cho. MC và khách mời sẽ nhận thử thách của chương trình tại điểm xuất phát của cung đường đi bộ. Ai trả lời trước sẽ giành được quyền đi trước. Ai đến tháp quan sát trước sẽ là người chiến thắng. Wow. Bắt đầu. Chưa, biết luật chơi chưa? Lanh chạy. Sao vậy? Ê, nhưng mà quan trọng nha, cái đường đi này á rất là hẹp cho nên đi di chuyển cẩn thận nha. Thì đúng mà rồi, có vấn em đề đi trước. Chúng ta không mặc áo phao là một cái là nguy hiểm lắm. Anh đi trước cho. Em đi trước cho. Bởi vậy bây giờ nè, thử thách của chúng ta đó chính là di chuyển làm sao nhanh nhất đến với tháp quan sát. Nhưng mà trên cái đường mà chúng ta đến với tháp quan sát đó sẽ thì chúng ta sẽ có những thử thách, những câu hỏi cam go làm chúng ta chậm lại bước chân của mình. Và bây giờ đi, đi tới đâu mình có thử thách gì thì mình chơi tới đó nha. Ê, có. Ủa vâng, xin mời. Kể tên các loại thực vật có trong làng nổi Tân Lập. Mỗi người lần lượt kể một đáp án trong câu hỏi. Ai không suy nghĩ ra câu trả lời hoặc trả lời sai là người thua cuộc. Lần lượt đó. Cây tràm. Cây bèo. Ủa, cây bèo gì? Thì lá bèo đó, bèo ở dưới đây nhiều lắm. Đây là cây bông trưng. Súng. Bông súng, sàn là có súng rồi đúng không? Cây cỏ lau. Đúng rồi, có ở cỏ đâu lau có cỏ lau hôm nay. Em nhìn nha. Bên em thấy cây cỏ lau rõ ràng nè. Cây gì ta? 1, 2, 3, 4 5, ở đây không? 6, 7, 8, 9, 10, em đi trước. Ê, cây gì ta? À. Ê, sao kỳ vậy ta? Tao treo cái gì mà treo thử thách dễ quá vậy? Cho đọc chứ. Từ từ, không, cái này khó nè. MC và khách mời sẽ đứng đối diện và nhìn vào mắt người kia. Ai bật cười trước sẽ là người thua cuộc. Trời ơi, tức quá. Hai từ từ nha. 1, 2, 3. Không có nhìn tùm lum tùm la. Anh thua chưa? Ok. Anh đảo mắt chi dữ vậy? Okay, thôi. Anh né tránh điều gì? Chiến thuật của em là em đã nhìn rất là nhiều những cái bộ phận. Không nói nhiều nữa, người đi trước là em. Tức ghê luôn á. Đó, nách được em. Thì ra coi ghen. Tức ghê. Đi nhanh lên. Đi nè, em đang đi. Cái gì á? Em câu hỏi. Đọc. Hai dòng chảy chính chảy xuyên qua là làng nổi Tân Lập có tên là gì? Hai dòng chảy chính chảy xuyên qua. Hai dòng chảy chính, anh
Em biết không, em biết câu này thì câu Ngọc biết biết. Em nghĩ nha, nghĩ hả? Dòng chảy thì mình phải nhắc tới sông. Đúng. Mà sông thì ở quanh đây là có sông Dàm Cỏ Tây. Dàm Cỏ Tây và kênh Rạch Rừng, đúng không ạ? Đúng. Ủa? Là mình coi cảnh chưa? Ê, ê, anh Giang, anh Giang, anh Giang, anh Giang. Anh phải tìm. Ủa? Gì vậy? Em. Gì? Đứng lại. Hả? Các bạn sẽ có hai ly nước. Một ly là nước dừa. Trời. Một ly là nước muối. Người được chọn nước dừa sẽ là người thắng và đi tiếp, đi trước ở lượt này. Anh chọn ly này. Nhanh vậy? Em chọn luôn. Tại vì em biết chắc là hồi nãy giờ em thắng anh ba cái rồi thì cái câu này phải nhường cho anh thắng lại một lần chứ. Ly 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 nước muối. Nước muối đúng không? Đúng rồi, nước muối. Trong nước dừa quá em vậy? Nấu ăn thường em nhờ em hỏi mọi người. Nếu mà kỹ thì mình sẽ thấy sát của cây dừa. Mùi mặn quá mặn. Cái mùi này mặn quá. Ừ. Mùi biển nha. Không, cái mùi này thử. Mùi này dừa xiêm. Dừa xiêm hả? Dừa xiêm, dừa xiêm. Anh khoái uống nước ngọt hay khoái mấy cái khô đúng gà? Đúng rồi, bây giờ uống đi. Dạ, ai uống trước? Vô cái. Vô hả? Đi mà, đi mà. Coi như là ai mà uống được chúng nước dừa. Đúng. Sẽ đi chiến thắng ở cái lượt này. Đi mình trước. Sẽ đi trước. Đúng rồi. Còn ai uống nước muối thì coi như đuổi đáng chịu. Đuổi đáng chịu. Đúng rồi, 1 2 3 nha. 1 2 3. Vô. Trời, nước dừa uống được 50%, 50%. Em sợ quá nè, mùi mặn quá. Nước dừa anh ơi. Trời ơi, cái này gọi là sự tử tế của người tử tế. Bye bye anh Bảo nha. Ê, tôi thấy. Ủa, đây là một sự lưu lẹo. Vâng. Cung đường đi bộ xuyên rừng tràm có chiều dài tổng cộng là bao nhiêu? Chết rồi, con này em. Nãy giờ có đo không bạn? Tính ra cảnh này nãy giờ đẹp quá ha. Ờ. Đúng không? Nãy giờ thấy được gì nè. Nhưng mà quan trọng là em không có để ý là ui, sao mà chẹn quá. Không có đo đúng không? Đúng rồi. Bây giờ bao nhiêu ta? Đi thử nãy giờ. Chiều dài bao nhiêu? Và một thông tin nữa chia sẻ với Trà Ngọc và với tất cả quý vị khán giả luôn. Nãy giờ chúng ta đi á, ở trên cái cung đường D này nè. Ừ. Thì nó tạo ra hai cái khu vực rất là ấn tượng, đó chính là khu vực cầu chữ Y và cầu chữ X. À. À, cái chiều dài của cái con đường đi bộ xuyên rừng của rừng tràm này có chiều dài tổng cộng là 5 km. Đúng không ạ? 5 km là đáp án. Sai. Chính xác. Ồ. Lần đầu tiên. Ồ. Ủa sao vậy? Quý vị và các bạn, như luật chơi đã nói từ đầu, coi như là ai thắng thua vẫn biết, nhưng mà ai mà chiến thắng được câu cuối cùng á, coi như là cái người mà được chốt đơn về đích. Và Quốc Bảo là người đã chiến thắng câu thứ 5. Coi như là ai mà thắng câu cuối cùng là được check in ở khách sạn. À, trên đây à, hết phòng rồi. Xin lỗi bé. Ủa? Cầm giùm anh cái. Ủa? Giữ cái. Anh đi đây. Anh Bảo. Anh Bảo. Cái gì kỳ vậy? Ủa, thắng 4 câu rồi thua 1 câu cuối, kéo đứng đây luôn hả? Hello. Ôi trời, tiểu thư Trà Ngọc đây rồi. Mát quá, mát. Mát ha. Trời ơi, trên này quá chiêu luôn á, quá đã luôn á không? Trời ơi. Đố em là lên đây là mình lên tới đỉnh tháp là cao nhiêu? Em nghĩ tầm 20-30 mét gì đó. Dạ, yeah, và cụ thể đến là 18 mét. Wow. 18 mét của cái đài quan sát này thì dường như là chúng ta sẽ nhìn thấy hết tất cả những quang cảnh đó của làng nổi Tân Lập luôn. Ừ. Đó, hồi nãy mình đi bộ ở dưới, những cái đường ở dưới nè, thời cái quang cảnh như thế nào. Ừ. Và khi mình lên đây, anh thấy nó khác nhiều không? Khác, tại vì em thấy ở dưới á, tuy là có nhiều cây xanh thiệt nhưng mà vẫn có cái nắng, hiểu không? Đúng. Một chút nắng gì đó của cái miền Tây á. Nhưng mà lên đây chân nha, gió, gió mát hơn. Đúng rồi, ở trên này thì gió mát mẻ hơn. Với lại cái cảnh mà nhìn toàn cảnh như thế này á, cảm giác nó sẽ đã hơn. Đúng rồi, cái tầm mắt mình được phóng ra xa mà kiểu mọi thứ nó rộng ơi là rộng luôn. Và các bạn ơi, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với hành trình đất phương Nam để chúng ta đi tham quan những cái địa điểm phải nói là rất là đẹp, rất ấn tượng, rất là thú vị luôn. Và chắc chắn Quốc Bảo và những khách mời sẽ tiếp tục dẫn tất cả quý vị khán giả đến nhiều địa điểm vui hơn, thú vị hơn nữa nha. Và bật mí với em luôn, yeah, chuyến hành trình đến với làng nổi Tân Lập này chưa kết thúc tại đây đâu. Ủa đúng không, thấy chưa, em nói rồi, ekip kêu em đem quần áo thêm là em biết rồi. Bây giờ mình phải chào quý vị khán giả đi. Đúng. Xong mình sẽ đến với những trải nghiệm tiếp theo. Và hứa có một cái lịch hẹn với tất cả quý vị khán giả là chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở cái tập sau gần nhất, vẫn là với sự xuất hiện của nữ diễn viên Trà Ngọc, để chúng ta tiếp tục đi chơi một cái góc hoàn toàn mới tại làng nổi Tân Lập. Dạ, nhớ nha, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc quý vị nhé. 19:35 tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình Hành Trình Đất Phương Nam được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sao Đỉnh Cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Yeah. Wow. Mát quá vậy.
Thứ nhất vô đây nha, rất là râm, rất là mát luôn. Ôi trời ơi, không khí trong lành. Vô những cái chỗ như thế này á, chịu khó hít thở nhiều vô. Không mà trong này em cũng cảm giác là nó vẫn có những ánh nắng chiếu vô. Nhưng mà ở đây em cảm giác là nó, anh thấy không, có một cái luồng không khí rất là mát, mát lạnh. Đúng rồi, mát mà mát lạnh luôn á nha. Tại vì nó bốc thì hơi nước lên mà. Rất là đặc biệt. Rồi nha. Rất là nhiều những cái bụi cây nữa. Và tạo thêm ra cái sự xanh mát.